Welcome to Samas TV. Hôm nay Shop Samas tiếp tục giới thiệu đến các bạn sách của nhà xuất bản Usborne. Thể loại sách Look Inside, chủ đề là Your Jungle, tìm hiểu về khu rừng nhiệt đới với 80 miếng nật dở. Giúp bé từ 5 tuổi trở nên sẽ thể khám phá cái thế giới quan của mình xung quanh ra sao. Đặc biệt đây là khu vực nhiệt đới. Đối với bé nào mà có cái tính thích khám phá thì cuốn sách này rất là hấp dẫn. Với những cái miếng nật dở có thể ở trong cái khu rừng, cái gốc cây này đặt dở ra, trong bên trong nó có gì, sẽ có những con vật này vật kia nó đang ở dưới gốc cây này đấy. Hoặc là những miếng ghép đặt dở khác đấy. Đây là bản đồ của thế giới này đấy. Ok, được. Thật là tuyệt vời đúng không? Jungle Hunter, những cái con săn mồi ở trong rừng, khu rừng này đấy. Đấy, thể loại nào, tất cả những cái này đều có là những miếng ghép đặt dở hết. Sách này được bán trên Amazon với giá là 10 bảng Anh hoặc là 18 đô Canada, cả tiền ship về Việt Nam là thêm 10 đô nữa, là cộng vải cũng tương đương với giá gần ở Việt Nam là gần 500.000 đồng, trong khi đó Shop Samas chỉ bán với giá 150.000 đồng thôi. Rất là rẻ, đó là giá dọn kho. Thế bố mẹ hãy giúp bé để tiếp cận cái này nhá, tiếp cận cái vấn đề này rất là hay này. Giúp bé tiếp cận những cái này. Rồi, xin cảm ơn nhá.